Vâng, xin chào tất cả các bạn, và hôm nay mình sẽ làm cái video này để hướng dẫn anh mình khi mà tham gia cái khóa quá trình VIP member đúng không ạ? Thực chiến các bạn sẽ được học rất là nhiều cái bài học, rất là nhiều cái kiến thức, chia sẻ rất là nhiều cái kinh nghiệm ở trong khi mà tham gia cái nhóm này, khi tham gia cái team quá trình này, một trong những team mà mạnh nhất trong cuối năm nay. Thì khi mà anh mình mới vào đúng không ạ, thì cái khóa này cũng được tạo thôi, mới tạo, nhưng mà cái tốc độ của anh em mình triển khai á rất nhanh đúng không ạ, và trong này mình sẽ được học những cái khóa, những cái bài học rất là thực chiến, đi thẳng vào vấn đề. Thì sau khi mà tham gia thì anh mình, nhiệm vụ của anh mình sẽ là, đầu tiên là anh mình sẽ tham gia hai nhóm, một là nhóm VIP member thời trang thực chiến Forex Center, và thứ hai là cái nhóm đúng không ạ, thứ hai là cái nhóm chia sẻ tài nguyên đúng không ạ, chia sẻ tài nguyên. Chia sẻ tài nguyên VIP member đúng không ạ? Group chia sẻ tài nguyên VIP member. Thì đây là hai cái nhóm quan trọng nhất mà anh em mình phải tham gia. Tại vì như thế này, thứ nhất là cái nhóm VIP member thực chiến thì anh em mình sẽ học ở trong này, thì trong này có phần bài học đúng không ạ? Nó sẽ là từ bài 1 đến bài hiện tại ở đang là bài 14, nó còn các cái bài học tiếp theo nữa mà mình đang tiếp tục ra. Thì trong cái này anh em mình học từng bài một, kiến thức rất là ngắn ngắn gọn, xúc tích, chỉ thẳng vấn đề. Tất cả những tút tip và những cái bí mật đều được để thể hiện ở trong này nhé. Cái nhóm thứ hai mà anh mình phải vào đó là group chia sẻ tài nguyên. Tức là sao ạ? Tức là từ cái nhóm đúng không ạ? Từ cái nhóm học học tập này, em mình sẽ tạo ra một cái nhóm chia sẻ tài nguyên. Ở trong này anh mình sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm đúng không ạ? Giống như là bạn này đó, bạn Duy đang chia sẻ cái hình ảnh rất là đẹp đúng không ạ? Đây là những cái mà anh mình nhận được khi mà chúng ta tham gia cái team này. Đúng không ạ? Chia sẻ tài nguyên trong đây rất là nhiều cái kiến thức rất là hay đúng không ạ? Đấy, chia sẻ kinh nghiệm của bạn Chi này, bestseller đang ở thời gian hiện tại đúng không ạ? Rất khủng khiếp. Rồi là chia sẻ của bạn Ngọc Anh đúng không ạ? Chia sẻ của chị Yến về cái cách tư vấn chốt đơn đúng không ạ? Rất là tâm huyết, viết bài rất là dài, rồi là rất là tâm huyết luôn. Đấy, chia sẻ những cái công cụ này. Đấy, chung chia sẻ những cái công cụ về là fake. Đấy, rồi làm để làm chứng minh để mình lấy lại nick này đúng không ạ? Rất là nhiều cái chia sẻ bổ ích ở trong này đúng không ạ? Các cái đây là skill đúng không ạ? 3 năm đúng không ạ? 3 năm kỹ thuật bán hàng của Thắng đúng không ạ? Rất hay đấy. Đây là những cái vấn đề về checkpoint chẳng hạn. Rồi là những cái vấn đề về sale đúng không ạ? Rồi là những vấn đề về chèn khung của anh Nhất này, thay đổi MD5 của Thắng này đúng không ạ? Và chia sẻ tài nguyên này để làm gì ạ? Để khi mà anh mình vào trong đây có những cái gì hay mình đều chia sẻ ở trong này, và anh mình khai thác những cái điều hay này để mình ứng dụng trong việc kinh doanh của mình. Chứ nếu như mà để vào trong cái nhóm này thì nó sẽ rất là dễ bị loạn, và trong này là nhóm chỉ để học tập thôi. Thì ở trong đây là bài, nói sơ qua về các cái bài hiện tại nhá. Admin sẽ làm đâu đó khoảng tầm 10 20 bài đúng không ạ? Mà rất là ngắn gọn, xúc tích đúng không ạ? Chỉ cần học xong là anh mình sẽ theo kịp cái nhóm này đúng không ạ? Đầu tiên là cách sử dụng tài nguyên đúng không ạ? Thì trong cái bài này ấy, thì sẽ hướng dẫn anh mình là bây giờ phải làm gì, vào đâu đúng không ạ? Lưu cái gì. Cái vấn đề thứ ba là anh mình sẽ được ép vào trong một cái team gọi là team VIP member thời trang free, và trong này thì mình thảo luận, trong này thảo luận rất là sôi nổi đúng không ạ? Thảo luận rất là sôi nổi đúng không ạ? Chia sẻ những cái kiến thức cực kỳ hay, và trong này cũng để trong cái bài được ghim ấy, thì anh mình vào nhóm quá trình này, vào group chia sẻ tài nguyên này, rồi là cái tài nguyên đúng không ạ? Cái link chia sẻ tài nguyên ở trong này. Đấy. Thì khi mà anh mình là thành viên thì anh mình sẽ được hưởng tất cả quyền lợi trong đây. Thì quay lại vấn đề là bây giờ là những cái bài này sẽ là những cái bài học như thế nào đúng không ạ? Bài 1 là chia sẻ cái cách mà sử dụng tài nguyên nhé. Là anh mình sẽ lưu cái tài nguyên đúng không ạ? Về và bắt đầu triển khai. Thứ hai là khi mà anh mình tham gia cái nhóm này, mình sẽ được tặng 2 tháng đúng không ạ? Hiện tại trong thời gian hiện tại bây giờ ấy, thì là tặng 2 tháng cái sử dụng tool Auto Marketplace, và có hướng dẫn sử dụng luôn đúng không ạ, trực tiếp luôn. Còn tại sao chúng ta phải 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 sử dụng ấy, thì chắc khả năng là anh mình sẽ quá trình mà trao đổi thì mình sẽ biết rồi. Marketplace là một cái công cụ cực kỳ khủng khiếp đúng không ạ, của Facebook, mang lại khách hàng tiềm năng rất là dồi dào, và chúng ta sử dụng cái công cụ này và admin được tặng 2 tháng tương đương với là 1,4 triệu đúng không ạ, 1,4 triệu. Thì mình khai thác nó rất là khủng khiếp, và chỉ thẳng luôn là bây giờ là mình cách sử dụng phần mềm như thế nào đúng không ạ? Những cái vấn đề cần chú ý khi mà sử dụng cái phần mềm này đúng không ạ? Rồi là bài 4 là cái cách làm dropship, có nghĩa là bây giờ chúng ta cái tút bí mật mà làm dropship mà không cần thông qua cái sàn thương mại đúng không ạ? Bài 4 đúng không ạ?
làm dropship không cần thông qua sàn thương mại, đúng không ạ? Rất hay. Bài 5 là về phần là cái cách sử dụng Auto Marketplace hiệu quả này, tool 1 đúng không ạ? Cái tool này nó liên quan đến rất là nhiều vấn đề nhá. Đúng không ạ? Đấy. Bài 6 là cái cách đăng Marketplace, có nghĩa là ở trong cái khóa học này admin muốn cho anh mình hình dung được là cái Marketplace nó rất là tuyệt vời. Thì dù có tool hay là không có tool, tool thì có thể bị fake nhưng mà cái Marketplace của Facebook này nó vẫn còn đó. Dù có tool hay không có tool ấy thì mình vẫn gì ạ? Mình vẫn làm tốt cái nhiệm vụ này, đúng không ạ? Giờ tốt đăng bài này, hình ảnh ra làm sao, đúng không ạ? Rồi là cái bài gì? Tiếp theo bài 7 là cái những yếu tố đúng không ạ? Thành công khi mà đăng Marketplace. Nó có những cái yếu tố ấy, nó quyết định đến cái việc mà cái bài đấy có inbox hay không, có ra chuyển đổi hay không, đúng không ạ? Đó là cái thứ hai là vị trí đăng như thế nào, đúng không ạ? Bài 8 là vị trí đăng như thế nào là tốt 2, đúng không ạ? Cái tốt 3 là tiêu đề mô tả hình ảnh đúng không ạ? Ra làm sao, chuẩn như thế nào. Đấy. Và cái tốt 10 đấy là gì ạ? Cái tốt anh em mình khá là chờ đợi đó là SEO top, đúng không ạ? Bí mật SEO top Marketplace, bí mật 1.000 view ấy. Và chắc chắn là phát là đúng có view luôn, đúng không ạ? Và cái tỷ lệ chiến thắng trong Marketplace của mình rất là tuyệt vời. Bài 1 là cái cách tăng rank, đúng không ạ? Bài 12 là cái chiến lược, đúng không ạ? Đến khi mà mình triển khai cái Marketplace này nó đúng rồi và mọi người có thể ứng dụng cái vấn đề các cái kiến thức mình đã học ứng dụng cho group này, ứng dụng cho việc xây fanpage này, ứng dụng cho việc làm xây Instagram này hay là mình xây bất cứ kênh nào theo cái kiến thức này. Nhưng mà admin đang lấy một cái ví dụ điển hình trực tiếp nhất, trực quan nhất đó là Marketplace. Bạn nên lưu ý ở điều này nhé. Thì trong cái phần chiến lược này á, có rất là nhiều cái chiến lược hay đúng không ạ? Và hiện tại đang là 6 chiến lược mà mục tiêu của admin là từ 10 đến 15 chiến lược. Có nghĩa là cái cách mà bạn vận hành và cái quá trình kinh doanh của mình vào trong thực tế. Chứ không phải vấn đề là có thể là cái gì bạn biết đó, cái gì bạn cũng thấy biết rồi nhưng bây giờ làm sao đấy để gì ạ? Vận dụng vào trong việc kinh doanh cái sản phẩm này nó ra được đơn hàng, nó ra được hiệu quả thì đó là cái vấn đề mà mình cần phải gì ạ? Mình cần phải 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 làm rõ, đúng chưa? Cái chiến lược làm hình ảnh như thế nào? Đây là một cái chiến lược đầu tiên mà mọi người làm kinh doanh nói chung, làm digital đúng không ạ? Nói riêng đúng không ạ? Hay là tất cả mọi người liên quan đến làm quảng bá phải học được điều này. Đó, đúng không ạ? Hình ảnh đâu đơn thuần là hình ảnh đâu, đúng không ạ? Hình ảnh nó là rất là nhiều vấn đề, đúng không ạ? Và trong hình ảnh đấy nó chứa cái gì, đó mới là điều quan trọng. Ok không ạ? Thứ hai là tận dụng các cái nguồn lực, chiến lược thứ hai là tận dụng các nguồn lực, đúng không ạ? Xe như nào, kéo như nào, đúng không ạ? Rồi là chiến lược thứ ba là bán hàng, đúng không ạ? Bán hàng thông qua, đúng không ạ? Bán hàng đây này, đúng không ạ? Chiến lược 2 này, chiến lược 3 này, bán hàng thanh lý này, chiến lược 4 là mua một tặng một này, chiến lược 5 là tận dụng sức mạnh cộng đồng này. Chiến lược 6 là bán hàng combo này, còn nữa nhá, chiến lược còn tiếp tục đưa ra nhá. Tiếp tục là bài thứ 13 là một bài khá là quan trọng, tới cái thời điểm khi mà học đến bài 13 là bạn còn thêm nhận thêm cái cơ hội để kiếm tiền nữa. Cơ hội này là gì ạ? Cơ hội affiliate, có nghĩa là sau khi anh em mình đã có đơn, đến cái thời gian này là anh mình có đơn rất nhiều rồi, vô cùng nhiều bạn có inbox, có đơn hàng rồi thì chính những cái kiến thức này đúng không ạ? Vừa xong buổi sáng nay đúng không ạ? Hepmin cũng chia sẻ cái vấn đề này rất là chi tiết, rất là rõ ràng đấy và tâm huyết, có nghĩa là bản thân chúng ta học kinh doanh đó là điều đương nhiên rồi nhưng mà bên học kinh doanh và ứng dụng nó ra làm sao đấy đúng không ạ, thì chắc khả năng là không có không quá quá nhiều quá nhiều người làm được và người ta có thể triển khai thành công. Tức là như thế này ạ, là sau khi mà anh em mình đã làm được cho mình rồi thì mình có quyền hướng dẫn lại người khác, mình có quyền đào tạo lại được người khác và chính những cái kiến thức đó nó là tiền, là tiền là như thế nào. Khi mình kinh doanh rồi mình làm được rồi đúng không, mình có thể là hướng dẫn lại người khác đúng không ạ, mình hướng dẫn lại người khác thì người ta làm được và người ta đồng hành cùng mình thì mình cũng có tiền, họ cũng có tiền. Đúng không ạ? Khi bạn học được các chiến lược này của admin rồi, bạn hoàn toàn có thể là affiliate, đúng không ạ? Affiliate là tiếp thị liên kết, đúng không ạ? Đây này, đúng không ạ? Admin đã nói rất là rõ rồi. Đúng không ạ? Thì khi mà mình bán hàng, đúng không ạ? Thì mình làm chỉ cái làm dropship, mình sử dụng cái cách công cụ dùng tool, mình chỉ cái cách tư vấn, mình chỉ sử dụng mình quảng bá cái các cái cách triển khai marketing hiệu quả cho người khác và mình thu có thể là gì ạ, thu tiền. Nhưng mà thu tiền thì bản thân mình sẽ rất là khó để gì ạ, để có thể rằng là mình lấy tiền của người khác. Tuy nhiên ở trong Forex Center là một cái tên rất là nổi tiếng, chỉ cần Google thôi đúng không ạ, Forex Center thôi đúng không ạ. Và các bạn nói ở đâu ạ, các bạn học ở đây, các bạn học ở đây ra, bạn học ở Forex Center, học ở Admin ra và mình chia sẻ những cái kiến thức mình có thì ai mà cần ấy, thì người ta sẽ liên hệ từ tool này, từ đào tạo này, từ các tool này đúng không ạ, từ các cái vấn đề liên quan này đúng không ạ. Và ở trong này thì admin đã tạo ra một cái module đúng không ạ,
rất là bài bản luôn. Một cái khóa học tương tự như này giá trị khoảng tầm 1 triệu 1 triệu rưỡi. À, khi mà anh mình đăng ký một cái form đúng không ạ? Đấy, đăng ký một cái form. Mình đăng ký form thì sau khi mà đăng ký xong ấy, anh mình sẽ tham gia hai nhóm, một là nhóm Zalo và nhóm thảo luận nữa ở trong bài 13 nhé. Đến bài 13 bạn mới được học điều này, đúng không ạ? Thì anh mình sẽ được tham gia vào một cái khóa học thứ cấp đúng không ạ? Là Training Affiliate for Recenter, và khóa học rất là bài bản xây dựng ra làm sao để anh mình thành công nhá, phát triển thành công và xây dựng thành công một cái hệ thống mà trong đấy bao gồm cả kinh doanh, cả affiliate và kiếm tiền ở bất kỳ kỳ cái chỗ nào mà mình mong muốn, đúng không ạ? Đây, sau khi mà anh mình vào bài 13 nhá, đăng ký cái thông tin đúng không ạ? Đấy, thì anh mình sẽ tham gia hai nhóm ở dưới này, tham gia nhóm này và nhóm Zalo thảo luận này. Đúng không ạ? Thì khi mà tham gia cái nhóm này đúng không ạ, anh mình sẽ được học đúng không ạ, lại được học tiếp những cái kiến thức mà về affiliate là gì đúng không ạ, làm sao cần phải làm affiliate, các yếu tố quyết định đúng không ạ, thực chiến đúng không ạ, đấy rồi là hướng dẫn các cái cách thức làm kênh đúng không ạ, quảng bá như thế nào và được đưa vào trong này, và trong này có một cái nhóm liên quan nữa là về feedback đúng không ạ, anh em mình có thể lấy feedback để mình quảng bá đúng không ạ, các cái sản phẩm affiliate của Fori để kiếm thêm tiền đúng không ạ. Và như Hảo hiện tại thì đang kiếm khoảng từ 5 đến 10 triệu mỗi tháng từ affiliate và đang mong muốn tăng doanh số thêm nữa nhé. Còn bài 14 đúng không ạ? Hiện tại là dừng lại bài 14 đúng không ạ? Bài 14 là về cái target vị trí đúng không ạ? Và xác định những cái vị trí mà mình cần bán phần 2. Có nghĩa là cái chỗ này là sẽ sử dụng những cái công cụ rất là hay đúng không ạ? Sẽ cho chúng ta biết được là tại sao chúng ta nên đăng vào chỗ đó. Tại sao chúng ta cần phải đúng không ạ, up bài vào trong các cái địa điểm, vị trí, các tỉnh, huyện, thành phố đó đúng không ạ, và chị khá là rõ nha, cái túc bài 14 này rất là hay đó đúng không ạ, và khi mà bạn học được toàn bộ cái như thế này thì bạn sẽ theo kịp đúng không ạ, thì module được thiết kế một cách dễ hiểu, dễ tiếp cận, dễ hình dung và chúng ta có thể là ứng dụng được ngay lập tức đúng không ạ, ứng dụng được ngay lập tức chứ không cần phải chờ đợi điều gì cả đúng không ạ, và chúc các bạn thành công nhá, từ làm dropship tới làm affiliate đúng không ạ, kiếm tiền ở bất kỳ chỗ nào mà mình mong muốn, kiếm tiền ở gì ạ, ở cái vấn đề là mình xuất phát từ kiến thức, xuất phát từ thực tế đúng không ạ, và chỉ cần biết kiến thức thôi là chúng ta có thể kiếm được tiền, chứ không nhất thiết là mình phải chỉ là kinh doanh đúng không ạ, và mục tiêu admin là xây dựng các bạn trở thành thành gì ạ, những người lãnh đạo ở trong Fori, những bạn mốt ở Fori trong tương lai trong năm 2021, mục tiêu là muốn trở thành muốn cho anh biến anh em mình trở thành những cái người trụ cột để xây dựng ra một cái hệ thống nền tảng rất là tốt. Trong này thì mình không có khuyến khích việc ôm hàng đúng không ạ, tuy nhiên ấy, là anh em mình cần phải gì ạ, cần phải tập trung nghiêm túc để mình có thể hướng dẫn lại những người khác nữa, rồi là mình có thể gì ạ, phát triển hơn nữa đúng không ạ. Trong này chỉ cần học thôi, kiến thức là tiền chứ không phải là hàng là tiền đâu đúng không ạ, hàng là tiền khi mà chúng ta biết cách bán thôi, và khi mà chúng ta biết cách bán đấy đúng không ạ, chúng ta biết cách quảng bá đấy thì hàng sẽ tự về kho của chúng ta, tự người khác sẽ tìm đến chúng ta chứ không cần phải gì ạ, không cần phải là mình phải đi kiếm đâu ạ, và đấy là những cái hướng dẫn trong cái video mà là gọi là gì ạ, hướng dẫn thôi đúng không ạ, cái review về cái cách mà mình triển khai làm sao để theo kịp nhá. Chúc các bạn thành công. Một lần nữa là xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào, hẹn gặp lại và hẹn gặp lại anh em mình ở trong khóa học nhé, trong cái team thực chiến nhé. Ok.